Xin chào quý vị các bạn, nhắc đến Italy là chúng ta có thể biết đến. Đây là một trong những đất nước có đội tuyển bóng đá nam quốc gia mạnh nhất trên thế giới với nhiều chức vô địch World Cup. Và không chỉ nổi tiếng về bóng đá mà Italy còn nổi tiếng với rất là nhiều hãng âm thanh thuộc top đầu thế giới. Hãng âm thanh mà tôi muốn nhắc đến ngày hôm nay chính là hãng RCF Made in Italy. RCF là một trong những hãng âm thanh cực kỳ nổi tiếng của Ý với bề dày lịch sử lên tới trên 70 năm. RCF luôn cho ra đời những dòng sản phẩm âm thanh mạnh nhất thế giới và những dòng loa luôn nằm trong top loa hay nhất trên thế giới. Và ngày hôm nay thì Đức Anh rất là may mắn khi được review, đập hộp, gửi tới quý vị các bạn một trong những mẫu loa RCF được nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy về. Để quý vị các bạn có thể đưa ra những ý kiến đánh giá về dòng loa cao cấp này. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Mẫu loa RCF bản C-Max được bọc trong một thùng cắt tông khá là dày và chắc chắn, giúp bảo vệ loa trong quá trình vận chuyển. Nhìn ngoài vỏ thùng loa thì chúng ta có thể thấy ngay được dòng loa này được tích hợp rất là nhiều các công nghệ tiên tiến và sở hữu những thông số cực kỳ ấn tượng. Ngoài ra, phía bên ngoài vỏ thùng chúng ta có thể thấy được đầy đủ các thông số của dòng sản phẩm này. Đối với dòng sản phẩm C-Max thì nó là hàng sản xuất tại Italy, thế nên là chúng ta có thể thấy phần tem phụ có dòng chữ Made in Italy rất là rõ ràng. Đây là sản phẩm nó được nhập khẩu và được vận chuyển qua đường hàng không, thế nên chúng ta có thể thấy được cái phần phiếu vận chuyển qua đường hàng không ngay ở đây đó. Và ngay bây giờ tôi sẽ đập hộp cái dòng sản phẩm này ra và để cùng quý các bạn hãy đi sâu hơn về dòng loa C-Max này nhé. Đó, đây là tấm bìa cắt tông lót để bảo vệ thiếp bên trong này. Đây rồi, và tôi thấy ngay đó là tờ bảo hành warranty của dòng loa C-Max RCF, ngay in trên dập ngay logo trên túi bóng này, rất là xịn. Chế độ bảo hành là 2 năm chính hãng nhá. Quý các bạn có thể thấy đây. Chuji ở đây. Ok. Và đây chính là hai mẫu loa của dòng loa RCF với phiên bản C-Max. Thì với phiên bản C-Max này quý các bạn sẽ có hai tùy lựa chọn kích thước loa bát khác nhau, gồm bát 30 và bát 25 cm. Hai mẫu loa này thì nó chỉ khác nhau về cái kích thước này, công suất, còn là về thiết kế cũng như là công nghệ thì hoàn toàn giống nhau. Về thiết kế bề ngoài của dòng loa RCF này thì quý các bạn có thể thấy được là dòng loa RCF bản C-Max này được làm thùng loa từ vật liệu đó là gỗ bạch dương Baltic và phủ một lớp sơn đen rất là dày và bóng. Mặt trước thì nó là một tấm mê căng bằng thép cao cấp và được thiết kế cân xứng ở hai bên như các bạn có thể thấy. Phần giữa bên dưới chính là phần nhô ra của logo thương hiệu RCF được mạ chrome sáng bóng và rất là đẹp mắt. Ngoài ra thì logo này chúng ta có thể xoay được 360 độ tùy vào góc đứng của loa. Phần phía sau đó là phần thiết kế về hai lỗ thông hơi để giúp phản xạ âm bát có thể dày hơn, sâu hơn và uy lực hơn cho cặp loa RCF C-Max. Phần phía bên dưới này chính là cổng đấu lối ra loa. Ngoài ra chúng ta có thể thấy được tên logo thương hiệu C-Max này, các thông số kỹ thuật cũng như là tem in mây của dòng sản phẩm sẽ trùng khớp với lại in mây ở chính trên chiếc vỏ hộp. Đây là dòng loa đương nhiên rồi, được sản xuất và lắp ráp tại Italia nên sẽ có dòng chữ là Made in Italy. Đánh giá tổng thể thiết kế bên ngoài thì theo cá nhân tôi đó là dòng loa RCF bản C-Max này có thiết kế khá là hầm hố và rất là chất, từng đường nét, từng chi tiết được rất là tỉ mỉ. Và ngay bây giờ thì hãy cùng tôi, chúng ta hãy cùng sâu toàn bộ nội thất bên trong của mẫu loa RCF bản C-Max này xem có gì và nó chất như thế nào nhé. Phía sau cái tấm mê căng bằng thép dày này được đan hình tổ ong này thì chính là phần nội thất bên trong của bát và của chép của loa RCF bản C-Max. Và bây giờ tôi sẽ tháo cái tấm mê căng này ra nhé. Đó, ây da, khá là chắc. Quý các bạn có thể thấy được không, ngay từ tấm mê căng dòng loa xịn nó lại có cả một cái vị trí để bắt ốc vít này, được thiết kế thêm lúng cao su này, bốn lúng cao su ở bốn góc. Lúng cao su này có tác dụng gì ạ? Nó là giúp cho độ đàn hồi và chống rung của cái tấm mê căng này vào thùng loa. Rất là xịn đối với dòng loa xịn này mới có này. Phía bên trong này chúng ta có thể thấy được là nó có một tấm
như kiểu tấm mút ấy, đó để tránh bụi bẩn ảnh hưởng đến củ bát và củ tép bên trong loa. À, tôi cũng tháo sẵn rồi, thế nên là quý vị có thể thấy được là đây là toàn bộ ốc vít bên trong để bắt loa bát và loa chép của dòng loa RCF. À, những dòng loa xịn nhé, quý vị bạn ý này, từng con ốc vít mà bắt thì thông thường là nó sẽ có lớp sơn, đây là lớp keo, đó lớp keo màu xanh. À, nếu chúng ta mà bóc ra đấy, bên hãng họ sẽ phát hiện ra được ngay là cái việc mà chúng ta đã mở cái chiếc loa này hay không, chính bằng dựa vào cái lớp sơn lớp keo này, nó rất là chặt mà chúng ta vặn là nó chắc chắn là nó sẽ bị mòn hết cái toàn bộ lớp keo này ngay. Ok, đây là phía trong nội thất của loa bát và loa chép, họng là chép kẹt rất là to, đây là họng là bát. À, thông số kỹ thuật thì tí tôi sẽ nói sau, bởi vì có hai phiên bản thì nó sẽ có cái thông số kỹ thuật khác nhau một chút. Đây là củ bát của dòng loa RCF bản C Max với cái thiết kế như các bạn có thể thấy được là nó sử dụng gân bằng vải và đây gọi là gân sóng đôi, gân đôi với hai gân nổi rất là rõ ràng và chúng ta có thể thấy được nó rất là chắc chắn. À, màng loa bát này thì làm bằng vật liệu giấy cao cấp và được pha sợi thủy tinh, thế nên độ bền rất là cao, chịu nhiệt cũng như chịu lực rất là tốt. Đây là phần nón này, phần keo này, từng cái chi tiết nhỏ như đường keo của những dòng loa cao cấp này thì được làm rất là tỉ mỉ mà nó không bị nhoen ra, rất là đẹp mắt đúng không ạ? Đó. À, đối với dòng củ bát của dòng loa RCF bản C Max này thì toàn bộ cái khung sườn của nó đều làm bằng vật liệu nhôm đúc rất là chắc chắn và có các cái khe rãnh tản nhiệt. Tiếp đến là cái phần nam châm này. Đây là nam châm của bát loa dòng RCF bản C Max. À, với cái nam châm là nam châm đơn. Thế nhưng mà có điều đặc biệt là cái hãng RCF ấy có một cái công nghệ độc quyền riêng đối với dòng nam châm này. Và họ sử dụng cái nam châm mà như tôi được biết thì nó sử dụng cái nam châm vĩnh cửu. Nam châm vĩnh cửu thì nó sẽ có thể khả năng tái tạo âm thanh rất là nhanh và cho ra tính bát chắc, sâu và ấm. Tất cả linh kiện cũng như là dòng loa này đều được sản xuất tại Italia. Thế nên là trên phần loa bát này cũng có dòng chữ là RCF Made in Italy. Và có các thông số in mây, tem chống hàng giả hàng nhái. Đây là loa chép của dòng loa RCF bản C Max. Đó là sử dụng họng chép kèn. Đó. Họng chép kèn này thì chúng ta có thể thấy được là nó sẽ có cái góc độ phủ âm dọc ngang. Và tùy vào cái vị trí đặt loa mà chúng ta muốn đồng pha các loa với nhau thì chúng ta sẽ phải đặt loa chép, xoay đổi loa chép theo tùy từng vị trí hướng. À, vật liệu mà làm nên cái loa chép này nó bằng gang. Đó, các bạn có thể thấy không? Tôi gõ cong 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 cong. Bằng gang xịn. Phía sau này chúng ta có thể thấy được là loa chép này được thiết kế khá là độc đáo, khá là khác biệt. Nó có các khung sườn đối xứng bên cạnh này. Đó. À, nó làm bằng vật liệu cái này thì nam châm là sử dụng cái công nghệ nam châm leo, thế nên là tiếng chép của nó rất là sáng và rất là bay. À, sản xuất này Made in Italy, có in mây, có tem của hãng RCF chống hàng giả hàng nhái ngay ở đây. Đó, rất là đẹp và rất là xịn. Hàng Made in Italy thì không có gì để chê được rồi. Và chúng ta có thể thấy được cái mạch phân tần của dòng loa RCF này rất là hầm hố đúng không ạ? Chưa có một con nào mà tôi thấy được cái mạch phân tần của nó có thể xịn và chất như thế này. Từ những con tụ này, con chở này, chở được bọc nhôm luôn này, quý bạn có thể thấy ngay. Đó, nó có tới 3 con chở bọc nhôm ở đây. Đó, mà những con chở nhỏ này. Phần loa bát, loa chép này, phần cọc đấu loa vào này. Ở trên mạch phân tần này chúng ta có thể thấy được nữa nè, nó có tới 3 cái bóng đèn bảo vệ. Đó, 1, 2, 3. Đó, ba cái bóng đèn bảo vệ này ở phía dưới này. Những dòng loa xịn thì thường thường là nó sẽ có bóng đèn bảo vệ nhá. Chúng ta có thể thấy được là đây là phần mà bố trí để ấy những cái bông thủy tinh để tiêu âm. Đó. Và cái bông thủy tinh này thì nó lại khác biệt luôn so với những dòng bông thủy tinh mà trước đây tôi được biết. Con này thì nó sử dụng cái bông thủy tinh là màu trắng xanh này, rất là khác này. Không biết là lớp này là bên trong là lớp xanh này là lớp gì. Và khá là dày. Đó. Tầm khoảng đốt rưỡi ngón tay của tôi. Và nó rơi khoảng tầm 2 cm. Và rất là xịn này. Trước đây thì chỉ có bông thủy tinh màu trắng và màu đen thôi. Này thì nó lại khác biệt quá. Như vậy là vừa rồi quý các bạn đã được xem toàn bộ cái nội thất bên trong của dòng loa RCF bản C Max. Và với bản C Max này chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn là bản C Max 4112 sở hữu cái đường kính loa bát 30 cm cùng cuộn âm là 7,62 cm cho cái sự chịu nhiệt rất là cao.
Và dòng loa CMAX 412 này thì có cái họng loa chép kèn rất là to, lên tới đường kính họng kèn là 2,5 cm, và sử dụng cái nam châm là neodymium, cho ra tiếng bận chép rất là sáng và rõ. Và bản CMAX 412 này có giải tần số đáp tuyến khá là sâu, từ 60Hz cho tới 20kHz, cho ra tiếng bắt rất là sâu, và độ nhạy thì đạt 98 dB, cùng cường độ âm lên tới 130 dB, rất là mạnh mẽ, mà trước đây những dòng loa rất ít có thể đưa ra được, cùng với mức công suất là đạt khoảng tầm 400W và có thể chơi tốt cho không gian khoảng từ 20 cho đến 30m2. Bản CMAX 412 này thì sẽ đáp ứng những cái dòng âm ly mà đạt khoảng tầm 800W trở lên. Và phiên bản thứ hai chính là bản CMAX 4110. Đây là dòng loa sở hữu cái đường kính loa bass 25cm, cùng cuộn âm là 6,35cm, độ chịu nhiệt rất là cao, cho tiếng bass rất là uy lực. Kết hợp với một loa chép họng kèn cũng rất là to, và họng kèn này cũng là 2,5cm. Nó sử dụng cái công nghệ là neodymium, một trong những công nghệ mà đưa ra tiếng chép rất là sáng, sạch và bay. Mức công suất của dòng loa CMAX 4110 này thì sở hữu cái mức công suất đạt khoảng tầm 350W, và độ nhạy của nó cũng là 98 dB. Ngoài ra thì cái giải tần số đáp tuyến của dòng loa bản CMAX 4110 này thì từ 65Hz cho tới 20kHz. Và mức công suất của dòng âm ly mà có thể chơi tốt được dòng CMAX 4110 này thì hãng khuyên dùng đó là khoảng tầm 700W trên một kênh. Và với nhiều công nghệ được áp dụng hoàn toàn khác biệt so với những dòng loa khác của các thương hiệu khác, thì RCF của Italy là một trong những dòng loa rất là nổi tiếng. Và ngay bây giờ thì xin mời quý bạn hãy cùng tôi trải nghiệm âm thanh trên dòng loa RCF bản CMAX. Và ngày hôm nay tôi sẽ test ở trên bản cao nhất CMAX 4112 Bass 30. Xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà xa diệt thiệt. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Có lúc nào anh giận em không? Để thương xuống cả ngày em giận. Vừa rồi thì quý các bạn đã được nghe chất âm của cặp loa RCF CMAX 4112 Bass 30. Và hiện tại thì mẫu loa RCF CMAX 4112 đang có mức giá ưu đãi tại Bảo Châu Lex cho những khách hàng đặt trước sẽ có mức giá là 45 triệu đồng. Và cặp loa phiên bản nhỏ hơn CMAX 4110 sẽ có mức giá ưu đãi là 38 triệu đồng. Và để phối ghép hoàn hảo với cặp loa CMAX 4112 Bass 30, trong phần thử nhạc của video ngày hôm nay thì tôi có kết hợp với lại một chiếc cục đẩy Crown XLI 3500, mẫu cục đẩy công suất lớn nhất của dòng XLI, và kết hợp đó chính là một chiếc vang số JBL KX 180, một bộ micro không dây VM 300 cũng của thương hiệu JBL. Và tổng bộ dàn mà tôi thử ngày hôm nay thì nó sẽ có mức giá rơi khoảng tầm 80 triệu đồng. Và nếu như quý các bạn yêu thích dòng loa RCF phiên bản CMAX 4112 4110 thì có thể liên hệ tới số hotline 19000255 của Bảo Châu Oleg, hoặc truy cập website baochouoleg.com để có thể đặt hàng online và được nhận được những phần quà ưu đãi giá trị bao gồm 10 mét dây loa và 2 jack lưu trích.
Ngoài ra chúng tôi sẽ hỗ trợ giao hàng miễn phí cho quý các bạn trong vòng bán kính 30 km tính từ showroom gần nhất và có hỗ trợ trả góp trên toàn bộ hệ thống showroom của Bảo Châu Lex. Cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video này của tôi. Hãy ấn like, share và subscribe kênh YouTube của Bảo Châu Lex và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!